Một vụ xả súng chết người khủng khiếp xảy ra tại một tiệm neo của người Việt ở Mỹ. Một cặp vợ chồng ở Mỹ đang rất đau đớn khi mất cả bốn đứa con nhỏ của mình sau khi bị nước cuốn trôi trong một trận lũ lụt kinh hoàng. Hơn 18 triệu trẻ em trên thế giới phải xử lý rác thải điện tử độc hại. Những cách để giúp người tiêu dùng có thể vượt qua suy thoái và kinh tế bất ổn. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2022. Một vụ nổ súng chết người xảy ra tại một tiệm làm nail của người Việt ở Mỹ ở Summersville, West Virginia vào tối thứ năm ngày 28 tháng 7 năm 2022, khiến hai người thợ nail gốc Việt đã bị thiệt mạng. Sau đó nghi can cũng đã bị cảnh sát bắn hạ. Theo Newsweek dẫn lời phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Summersville vào lúc 6 giờ 40 phút chiều ngày 28 tháng 7 năm 2022 cho biết, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận điện thoại báo về vụ nổ súng tại tiệm làm nail có tên là Joe's Nails and Spa. Hai cảnh sát được điều đến hiện trường và bắn nghi can Patrick Wayne Kader, 52 tuổi. Nghi can Kader sau đó được đưa đến bệnh viện và được xác nhận là đã chết tại đây. Theo đài WCHS cho biết, nghi can Kader bị cáo buộc bắn chết hai nạn nhân ở tiệm nail. Các nạn nhân sau đó được xác định là Khuyên Văn Lê, 45 tuổi, và Phi Anh Lê, 40 tuổi. Cảnh sát trưởng John Novak cho biết, Trước đó, nghi can Kader đã đến làm neo ở tiệm, sau đó rời đi và quay lại với một khẩu súng lục bán tự động rồi ra tay. Hiện vụ án vẫn còn đang tiếp tục được điều tra. Vụ nổ súng ở West Virginia là vụ mới nhất trong loạt vụ bạo lực xảy ra tại các tiệm làm nail và các cơ sở khác trên khắp Hoa Kỳ. Trong một sự việc riêng biệt ở Texas vào hồi tháng trước, Sở Cảnh sát quận Harris cho biết đang truy tìm một phụ nữ được cho là đã bắn chủ tiệm nail sau khi tranh cãi về giá cả. Theo báo cáo, hai nghi can đã không hài lòng với giá dịch vụ và bắt đầu tranh cãi. Một trong hai người đã nổ súng vào người chủ khi ông cố gắng đẩy nghi can khỏi cửa hàng. Cũng trong tháng 6, cảnh sát cho biết một người phụ nữ đã tức giận vì nhân viên phục vụ ở tiệm Angel Nails Bar tại New York, New Jersey. Người này bắt đầu tranh cãi với các nhân viên và sau đó được cho là đã cắn vào tai của nhân viên này. Ngoài ra, sau khi chạy ra ngoài, cô ta còn bị cáo buộc tấm tóc và đánh vào mặt một người phụ nữ khác. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Một cặp vợ chồng ở tiểu bang Kentucky của Mỹ đang rất đau đớn khi mất cả bốn đứa con nhỏ sau khi bị nước cuốn trôi trong một trận lũ lụt kinh hoàng gây chết người. Khi nước bắt đầu tràn vào ngôi nhà di động của Amber Smith và chồng cô Riley Noble vào sáng sớm ngày 28 tháng 7 năm 2022, Hai vợ chồng chỉ có vài phút để mặc quần áo cho bốn đứa con nhỏ của họ và chạy trốn lũ lụt. Đến chiều ngày 29 tháng 7, thi thể của tất cả những đứa trẻ đã được tìm thấy ở quận nốt, theo tờ Lexington Hero Reader đưa tin. Madison Noble 8 tuổi, Riley Jr 6 tuổi, Nevae Noble 4 tuổi và Jen Noble 2 tuổi nằm trong số nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng ở Kentucky đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 25 người tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2022. Chị họ của Amber Smith là Britney treho cho biết cặp vợ chồng này đã nhận được cảnh báo lũ quét vào lúc 2 giờ sáng ngày 28 tháng 7 và chỉ trong chốc lát cả gia đình đã leo lên nóc xe kéo của họ để chuẩn bị tránh lục. Khi thấy căn nhà của mình sắp bị nước cuốn trôi, đôi vợ chồng đã ôm chặt các con và tìm cách trèo lên một cái cây gần đó để kêu cứu. Trè Hồ kể lại những gì Amber Smith đã nói với cô về tai nạn bi thảm của gia đình. Mặc dù Amber Smith và Noble đã cố gắng giữ chặt các con của họ, nhưng tất cả những đứa trẻ cuối cùng cũng đã bị dòng nước chạy xiết cuốn đi. Trong nỗi đau buồn vì mất con, hai vợ chồng vẫn bị mắc kẹt trên cây và đã được một số người giải cứu sau đó khoảng 8 giờ. Sau khi thi thể của một bé được tìm thấy, gia đình Amber Smith đã phải thấp thỏm chờ đợi tin tức về việc tìm kiếm những đứa trẻ còn lại. Đến chiều ngày 29 tháng 7, hai vợ chồng cô mới nhận được tất cả bốn thi thể của các con. Britney Cheho đã tạo một tài khoản trên trang GoFundMe để quyên góp chi phí cho tang lễ và đã nhận được hơn 38.000 đô la. Trong một cuộc họp báo vào hôm ngày 30 tháng 7, thống đốc Andy Beshear cho biết các công việc tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành và số người chết do trận lũ lụt kinh hoàng này dự kiến sẽ còn tăng. Một số nguồn tin trước đó cho biết trong số những người thiệt mạng có sáu trẻ em, nhưng thống đốc tiểu bang đã làm rõ rằng thực tế chỉ có 4 trẻ em, tất cả những nạn nhân còn lại đều là người lớn. Tính đến chiều ngày 30 tháng 7, ít nhất 1.432 người đã được lực lượng cứu hộ đầu tiên từ các tiểu bang Kentucky, Tennessee và West Virginia giải cứu an toàn. Hơn 18.000 vụ mất điện đã được báo cáo trên toàn tiểu bang. Các cơ quan chức năng cho rằng những thảm họa thời tiết như vậy có mối liên hệ chặt chẽ với biến đổi khí hậu do con người gây ra. Chuyển sang thông tin tiếp theo, hơn 18 triệu trẻ em trên thế giới phải xử lý rác thải điện tử độc hại. Theo dữ liệu gần đây nhất của Liên hợp quốc cho thấy, thế giới đã tạo ra 53,6 tấn chất thải điện tử vào năm 2019 và chỉ 17,4% trong số đó được tái chế. Gánh nặng và tác hại của rác thải điện tử thường thuộc về những người ở các nước đang phát triển, trong đó có nhiều trẻ em theo ước tính của cơ quan bảo vệ môi trường mỹ usepa một lượng lớn chưa được xác định chính xác các sản phẩm điện tử đã qua sử dụng đang được vận chuyển từ mỹ và các nước phát triển khác đến các nước đang phát triển hàng năm và phần lớn chúng đều được cho phép nhập khẩu nhưng sau đó không được xử lý một cách thích hợp Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng cảnh báo rằng việc thải ra và xử lý một lượng chất thải điện tử ngày càng lớn có thể gây ra một loạt tác động xấu đến sức khỏe trẻ em. Trong đó có thay đổi chức năng phổi, tổn thương DNA, tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch trong quá trình trẻ lớn lên. Ngoài ra, WHO cho biết, thế giới hiện sử dụng hơn 18 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trong lĩnh vực xử lý chất thải điện tử phi chính thức các em thường được thuê để lùng sục trong hàng núi rác thải điện tử và tìm kiếm các vật liệu có giá trị như đồng và vàng. Vì bàn tay nhỏ bé của các em khéo léo hơn bàn tay của người lớn, WHO cho biết. Cuộc khủng hoảng môi trường ngày càng gia tăng hiện đang thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp từ Mỹ đến châu Âu, cũng như các cộng đồng ở các quốc gia đang phát triển. Vào tháng 6, các quan chức EU đã thông qua luật mới yêu cầu tất cả điện thoại và thiết bị điện tử phải sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn, có thể dùng chung cho nhiều nhãn hiệu khác nhau và hạn chế số lượng dây sạc mà một người tiêu dùng bình thường cần có. Ba nhà lập pháp tiến bộ của Mỹ cũng đã kêu gọi ban hành điều luật tương tự. Lượng chất thải điện tử ngày càng tăng cũng đang tạo ra áp lực cho chính các nhà sản xuất trong nỗ lực làm cho việc sửa chữa các thiết bị điện tử bị hỏng trở nên dễ dàng hơn từ đó giảm lượng rác thải vì người tiêu dùng không phải bỏ cũ thay mới tổng thống mỹ joe biden năm ngoái đã thông qua một lệnh hành pháp chỉ đạo ủy ban thương mại liên bang ban hành các quy tắc yêu cầu các công ty sản xuất điện tự tạo điều kiện cho người tiêu dùng tự sửa chữa các thiết bị hư hỏng hiện một số công ty công nghệ đã đưa ra các sáng kiến để giúp người dùng sửa chữa các thiết bị cũ đầu năm nay apple và samsung đã khai trương các cửa hàng sửa chữa điện thoại thông minh theo hình thức tự phục vụ khi đến các cửa hàng này, người dùng có thể được cung cấp các phụ tùng có sẵn để tự sửa thiết bị lỗi của mình. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Những cách sau đây sẽ giúp người tiêu dùng có thể vượt qua suy thoái và kinh tế bất ổn. Theo bà Yiminma, giáo sư Đại học Columbia University cho rằng, nền kinh tế luôn đi lên và xuống và những đợt suy thoái hoặc bất ổn của nền kinh tế giống như cơn cảm lạnh. Và những ai nếu không có hệ miễn dịch tốt thì cần phải chuẩn bị tốt để bản thân đứng vững trước cơn cảm lạnh này. Theo AP cho biết vào hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Hiện nay, các nhà kinh tế vẫn chưa tìm ra được tiếng nói chung về vấn đề liệu suy thoái có đang xảy ra hay không. Tuy nhiên, sự thật trước mắt là giá xăng, giá thực phẩm, tiền thuê nhà đều tăng vọt, lãi suất từ ngân hàng trung ương Fed cũng tăng. Để đối phó với những chuyện này, quý vị nên chuẩn bị một số điều sau đây đầu tiên nắm được mức chi tiêu và đặt ngân sách hàng tháng điều quan trọng đầu tiên là phải biết được mức chi tiêu hàng tháng của bản thân có thể liệt kê bằng cách viết ra danh sách khi đó mọi người có thể biết được bản thân đã tiêu tiền vào những thứ gì và cần chi tiền cho những điều gì sắp tới đồng thời biết được có thể cắt giảm những khoản chi tiêu nào không cần thiết việc lên ngân sách còn giúp bạn hạn chế chi tiêu bốc đồng không theo kế hoạch hai tiết kiệm nhiều nhất có thể được cắt giảm càng nhiều thứ không cần thiết thì càng tiết kiệm được nhiều hơn. Điều này có thể không đúng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, theo ông Jean Nathalie, người đồng sáng lập một ứng dụng giúp tạo kế hoạch tài chính, mọi người nên có một khoản tiết kiệm đủ để chi trả cho các nhu cầu cơ bản từ 3 đến 6 tháng. Trong trường hợp nếu đã có một tài khoản tiết kiệm thì nên kiểm tra xem mức lãi suất và các khoản lệ phí của ngân hàng. Bên cạnh đó, có thể cân nhắc gửi tiết kiệm trực tuyến vì đôi khi dịch vụ này có lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm truyền thống. 3. Hợp nhất các khoản vay và không vay thêm Vì lãi suất đang tăng nên lời khuyên của các chuyên gia kinh tế là cần hợp nhất các khoản vay để có lãi suất nhất định và nếu có thể thì nên trả nợ càng sớm càng tốt. Theo bà Di Minh Ma, nếu suy thoái xảy ra thì việc làm có thể bị mất, do đó đây không phải là thời điểm tốt để đi vay thêm. Đồng thời vì lãi suất cao, việc vay các khoản chi tiêu lớn như mua xe hơi cũng không được khuyến khích. Tuy nhiên các loại máy móc lâu bền như máy hút bụi, bếp hoặc máy rửa chén thì nên mua càng sớm càng tốt để tránh tăng giá trong tương lai. 4. Thử mua hàng đã qua sử dụng Theo ông Alan Gallian là một người cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà. Nhiều tháng qua, chi tiêu trong gia đình ông gặp khó khăn vì nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giá. Do đó ông chọn mua các mặt hàng như quần áo hoặc đồ điện tử đã qua sử dụng bất cứ khi nào có thể. Trong đó Craigslist là dịch vụ bán hàng đã qua sử dụng cho phép người dùng tìm kiếm theo khu vực, rút ngắn quãng đường di chuyển để mua hàng. 5. Thương lượng hóa đơn hàng tháng. Từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, nhiều công ty có chính sách linh hoạt hơn với người tiêu dùng, tức là người tiêu dùng có thể thương lượng hóa đơn dịch vụ hàng tháng với đơn vị cung cấp bao gồm tiện ích, điện thoại, truyền hình cáp, Internet hoặc bảo hiểm xe hơi. Khi đó, đơn vị cung cấp có thể áp dụng giá tốt hơn, khuyến mãi hoặc giảm chi phí hàng tháng. Việc này giúp gia đình giảm đáng kể các khoản chi tiêu. Hoặc mọi người có thể tham khảo những chương trình của liên bang như Low Income Home Energy Assistance Program, hỗ trợ thanh toán hóa đơn hoặc Lifeline, hỗ trợ thanh toán tiền điện thoại. 6. Thay đổi cách thức mua hàng Bước vào tiệm tạp hóa, mua hàng có kế hoạch sẽ tốt hơn là mua hàng theo thương hiệu hoặc mua theo số lượng lớn. Một số cửa hàng có chính sách so sánh giá, tức là khi người mua cho họ thấy giá ở chỗ khác tốt hơn, họ sẽ tự chủ động hạ giá. Ngoài ra, khách hàng nên mua ở những tạp hóa gần nhất để tiết kiệm tiền xăng xe. Ngoài ra, khách hàng có thể tham khảo ứng dụng chia sẻ thực phẩm như Olio nên tảng kết nối mọi người để chia sẻ hàng hóa hoặc too good to go, nơi khách hàng có thể mua thực phẩm dư của các doanh nghiệp với mức giá chiết khấu. 7. Tìm hiểu các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Ngay cả khi áp dụng các biện pháp chi tiêu, thì tiền lương không phải lúc nào cũng đủ trang trải, khi đó mọi người có thể tìm hiểu các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Một số chương trình liên bang bao gồm chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp, chương trình hỗ trợ dinh dưỡng, chương trình dinh dưỡng thị trường nông dân hoặc quỹ hỗ trợ chủ nhà. Ngoài ra, một số tiểu bang cũng có chương trình của riêng họ. 8. Tìm kiếm hỗ trợ từ cộng đồng Nếu đang trong tình trạng mất thiếu thực phẩm hoặc nhà ở, một người có thể tìm kiếm hỗ trợ từ các tổ chức phi lợi nhuận hoặc cộng đồng xung quanh. Họ có thể giúp đỡ hỗ trợ chỗ ở, dịch vụ ngân hàng, cung cấp thực phẩm và tiền ích. Các tổ chức quốc gia như Feeding America có ngân hàng thực phẩm ở khắp 50 tiểu bang các tổ chức hỗ trợ lương thực như Empo Harvest, Hunger Free America và Food Rescue US cung cấp bản đồ cho phép người tiêu dùng tìm kiếm ngân hàng thực phẩm gần đó. 9. Chú ý đến sức khỏe tinh thần Khi lo lắng về vấn đề tài chính, sức khỏe tinh thần có thể bị ảnh hưởng, dễ bị căng thẳng. Bà Debra Kitson, giám đốc lâm sàng trung tâm Lion Anxiety CBT Treatment Center, khuyến khích mọi người nên chú ý đến vấn đề tâm lý tập các bài tập hít thở, chạm tay vào tường để bình tâm và bài tập năm giác quan. Hiện nay, hầu hết bảo hiểm y tế đều chi trả các khoản dịch vụ tâm thần. Nếu không có bảo hiểm y tế, mọi người có thể tìm đến một số tổ chức trị liệu có quy mô toàn quốc thông qua file gov hoặc Hiệp hội Trầm Cảm Mỹ để giúp đỡ. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.